Cây hoa nhài phong thủy nên đặt ở đâu trong nhà? Vị trí đặt cây hoa nhài cũng rất quan trọng. Nếu trồng trong nhà, nên đặt cây ở gần cửa sổ hướng về phía nam của nhà. Trồng hoa ở các tiểu cảnh nhỏ, ban công hướng về phía nam của căn nhà. Còn trong vườn, cây nên được trồng ở phía bắc, phía đông hoặc phía đông bắc. Đặt một chậu hoa nhài trong phòng ngủ hay cần phòng ngủ sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ hơn, giúp tình cảm vợ chồng thêm nồng thắm.